Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành bất ngờ đột kích vào quán bar có tên là 396 nằm trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, phát hiện gần chục dân chơi đang phê ma túy và hàng loạt các sai phạm nghiêm trọng tại nơi được mệnh danh là điểm đệ nhất ăn chơi ở khu Nam Sài Gòn. Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, gần 100 chiến sĩ gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, đội quản lý hành chính thuộc Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ tập kích vào quán bar 396. Tại thời điểm kiểm tra, quán bar này có hơn 100 dân chơi đang nhảy nhót, lắc lư trong tiếng nhạc chói tai và không gian mờ ảo đặc quánh mùi khói thuốc. Phát hiện bị công an kiểm tra, nhiều dân chơi tìm cách vứt ma túy xuống sàn nhà rồi lẫn vào đám đông. Những người khác nhao nhao tìm đường thoát chạy nhưng đã bị các trinh sát chốt chặn ở các ngã giữ lại. Kiểm tra nhanh, hơn 60 dân chơi có biểu hiện phê ma túy không mang theo giấy tờ tùy thân bị cơ quan công an mời về trụ sở để kiểm tra. Qua sàng lọc, 18 trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân và 8 dân chơi có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy bị công an tạm giữ để lấy lời khai. Đặc biệt, công an quận 7 bắt quả tang đối tượng Hồ Xuân Mai sinh năm 1995, ngụ tại quận 4, đang bán ma túy cho các dân chơi trong vũ trường. Tang vật thu giữ gồm một gói ma túy tổng hợp có trọng lượng 0,5620g và 6 viên nén hình tròn trọng lượng 1,7918g. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở này với các lỗi như kinh doanh vũ trường không phép, buôn bán rượu ngoại nghi nhập lậu, sử dụng giấy phép bán rượu đã hết hạn, không ký hợp đồng lao động với các nhân viên. Được biết, quán bar 396 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Thiên Đàng quản lý. Dù hoạt động vũ trường chui nhưng nơi đây được trang bị hệ thống âm thanh 4-way tiên tiến nhất của JPL. Hàng đêm đều có nhiều DJ và chân dài bốc lửa biểu diễn thu hút rất đông dân chơi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.